Rồi bây giờ Tú sẽ đi đường viền của tranh hai mặt. Đây là cái thành phẩm mà Tú đã làm xong. Bây giờ Tú còn cái đường viền nữa là xong ha. Nè mình xem cặp mắt nha. Có cái lồng trắng ngay giữa tí xíu ha. Đó, cái này dễ lắm. Mình chỉ cần mình lấy chỉ trắng mình nhíu tí xíu ngay giữa này là nó thành thôi ha. Mình lụi lên cái mình lụi xuống cái mình tí xíu thôi. Dầm bằng dấu chấm là nó thành cái trồng trắng vậy thôi ha. Đây là cái đường viền hai mặt nè. Không có dấu nha, không có dấu nhơ, không có dấu đầu chỉ nha. Rồi Tú sẽ luồn cho các bạn xem nha. Mình sẽ luồn sâu với cái lớp chỉ mình theo rồi đó. Tại ở này, cái này không có màu đen. Cái chỗ này nó không có màu đen nên mình phải luồn sâu xuống dưới. Kỹ nha, luồn xuống dưới cái chỗ màu vàng này luôn nè. Mình canh cái chỗ nào nó mới xòe dày ra đó. Rồi mình xuống ở đây nha, xuống ở đây nha. Không có thấy cái mối ha. Rồi mình rút tuột cái trong luôn. Rồi không thấy mối nha. Đẹp ha. Rồi từ đây mình sẽ đi viền. Quên, đi viền màu vàng. Này là đường viền của con vịt ha. Này dễ lắm, mình đi đoạn mình đi vòng xong mình vòng ngược lại là xong luôn á. Không có rắc rối như cái viền. Cái viền mà chữ thập bình thường đó, nó rắc rối hơn cái này. Cái này thì dễ. Cái này mình chỉ cần giấu mối đầu đuôi cho nó kín là ok. Thay vì đường viền kia mình quanh lợi đúng không? Này mình không quanh lợi. Không cần phải quanh lợi cho nó rắc rối. Tại quanh lợi thì mình đi đâu nữa giờ? Mình quanh lợi hồi là mình lại vòng lại nó chồng lên đây sao đúng không? Nên với lại cái này là mình làm hai mặt cho giống nhau hết. Đây bây giờ Tú lại ghiền cái đường viền của tranh hai mặt luôn nè. Đi rất là dễ. Đó các bạn cứ đi chỉ chiếc như Tú nè ha. Nó mảnh khảnh là nó sẽ đẹp thôi. Chứ mà đi chỉ kia nó to đùng ra. Chứ mình đừng có xiết quá. Cái đường viền nếu mà mình xiết quá thì chỗ cái góc này sẽ hở ra nè. Mình xiết mình cố tình mình xiết lại thì cái góc này nó sẽ không có liền màu đen vậy. Đó mà nó sẽ bị hở ra ha. Nói chung theo là chữ thập hay là đường viền gì mình cũng phải vừa thôi. Nhẹ tay vừa thôi. Và đoạn ngắn thì đi ngắn, đoạn dài đi dài ha. Đường viền này thì dễ, nó ôm theo mấy cái ô vuông thôi. Nhưng mà mình những cái nó một dải nhiều ô vuông là bắt buộc mình phải đi liền luôn chứ mình không có được ngắt ra. Mình ngắt ra là nó bị đứt khúc liền. Đó, tôi quên thấy chưa? Bây giờ đi đâu bây giờ trả lại. Tôi quên theo kiểu cũ. Cuối hàng luôn. Cuối cái vòng này luôn mình mới quay lại nha. Rồi, tới đây hết rồi nè. Đó. Hết rồi, bây giờ mình cứ quay lại là nó sẽ đẹp thôi. Mỗi một mặt nó sẽ trống một đoạn. Bên đây có tức là bên kia không có. Đó. Rồi bên đây không có nè. Đó, cái mẫu cái trứng này dễ thương không? Đây là tôi heo hai mặt. Không có một lón cái mối chỉ nữa hết nha. Thì các bạn nào mà mình chưa xem cái này kỹ thuật heo hai mặt này thì các bạn xem lại hai video trước nha. Tú có hai cái cách heo hai mặt này luôn. Còn cái này là đường viền nên tôi quay cho mọi người riêng. Cho mọi người xem riêng cái đường viền của tranh hai mặt. Các bạn mà heo được một cái tấm tranh hai mặt á, giống hai mặt chữ thập giống vậy đi đóng khung cũng không biết chỗ nào đóng. Tại cái này mình sẽ sử dụng hai mặt luôn. Giống như là cái kiểu như là tranh của XQ Đà Lạt á. Người ta heo hai mặt rồi người ta đóng khung cái dạng như có cái xoay được luôn á. Đóng khung ta xài hai mặt luôn. Thì Tú nghĩ ra cách đóng khung rồi đó. Thì bạn nào mình heo được tấm tranh nhớ liên hệ Tú đóng khung nha. Tú chưa có đóng khung cái tấm đó nhưng mà Tú nghĩ ra cách rồi. Tôi nghĩ ra cách làm cái khung đó rồi.
rồi mua làm xong cái khung mà mình chỉ cần mua cái giá để xoay vậy á, là mình bỏ vô thôi. Nè, mình theo nhẹ tay ha, không bị đứt khúc mấy cái đường viền nha. Đoạn dài là mình đi dài, đoạn ngắn đi ngắn. Nó vừa hẳn thôi. Mình đừng có cố tình mình siết nó là được ha. Rồi, đây tủ được kết thúc. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ giấu mối y như lúc đầu nha. Mình sẽ kiếm cái chỗ nào để mình luồn phía dưới cái chỉ luôn. Nè, luồn phía dưới cái phần nào mà chỉ heo nhiều á. Để cho nó đừng có thấy cái màu đen. Rồi tôi luồn ở đây đi. Rồi tôi cắt chỉ nha. Cắt sát cho luôn. Sát thiệt sát cho luôn. Đó. Rồi mình đua cái này qua. Đọc lại. Rồi, rất là đẹp. Đó, cái viền như vậy nha. Thôi tôi làm luôn cái đoạn dưới này. Thì tôi bắt đầu cái đường mới đây. Đó, mình sẽ rút hộp đi luôn. Để cho nó đừng có thấy cái dấu đó. Rồi mình xuống ngay góc. Khi mình xuống ngay góc là mình lừa cái kim cho nó nằm dưới chỉ màu cam. Chứ mình đâm đại phía từ trên đâm xuống là cái chỉ đen nó sẽ nằm trên cái chỉ màu cam á. Nhiều lúc có mấy cái chuyện nó đơn giản thôi, nhưng mà mình không để ý chút xíu là mình không biết cách làm. Thiêu ra tấm tranh thì dễ, cũng như đóng cái khung thì dễ. À, tôi nói luôn cái vụ này nè. Nếu mà các bạn thiêu tranh cho mình á, mà thiêu tranh treo ở nhà, thì tôi nói thiệt á, tấm các bạn đừng có quan trọng phải giấu chỉ mặt sao cho đẹp. Cái tấm dán ép cái này nè, tấm dán ép này nè, cái tôi bấm tấm tranh cái mặt lưng nằm lên trên này các bạn có thấy đâu. Bây giờ ví dụ cái mặt sau của mình đúng không, mà mình làm mà chỉ cho đẹp, mà phía trước mình theo bị quéo 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 chữ ít méo sẹo á, thì nó cũng xấu như thường. Thì lúc mà đóng khung lên tay khách ta nhìn, ví dụ ta có nhìn sát ta cũng nói xấu như thường. Nên quan trọng nhất là mình theo nhẹ tay với lại ở phía trước, quan trọng phía trước cho nó vuông nhất chữ ít, nó đều cùng một hướng, nó phân phát luôn nha. Thì phía sau nó có xù xì hay là cái gì đó thì lúc mà các bạn đóng khung lên á, thì ví dụ người ta vô nhà người ta coi đúng không, thì người ta có nhìn sát là người ta nói trời ơi sao chị này thiêu đẹp quá, sao chị thiêu đẹp quá vậy, ta có nhìn được mặt sau đâu. Cái đó là cái thực tế. Thì tôi nghĩ cái vụ mà đẹp mặt sau, cái phong trào đẹp mặt sau là do là ví dụ hai chị em thiêu, ví dụ hai đứa bạn ngồi thiêu chung nhau, cái người khéo tay người ta kỹ tính, do người ta kỹ tính thôi, cái người ta mới thiêu, người ta mới thiêu cái mặt sau, người ta giấu chỉ cho nó vừa với mắt người ta, tại vì người ta kỹ tính á, như Tú cũng vậy á. Thì chứ không, chứ nó không có tác dụng gì hết trơn á, mặt sau có tác dụng hết trơn á. Xong rồi cái mình, cái người kia phải bắt chước thiêu đẹp giống y vậy, hiểu á, hiểu vậy đó. Tức là mình thiêu xấu hơn mình cũng thấy nó tức có nghĩa là mình thích mình thiêu đẹp để cho người ta khen đúng không, nhưng mà nên tôi nói thiệt với các bạn là mình chỉ nên theo đẹp mặt trước thôi, còn mặt sau các bạn muốn theo đẹp kỹ tính thì mình theo đẹp càng tốt, còn đó là vừa mắt mình thôi chứ nó không có ảnh hưởng gì tới cái thẩm mỹ tấm tranh đó nha. Rồi một trường hợp đó là bây giờ tôi cho luôn á, tôi cho luôn là các bạn theo đẹp mặt trước mặt sau hết luôn á, mà đi đóng khung á hả, quất kim tuyến trắng lên cái hả, là cái tấm tranh bạn của các bạn nó mờ câm luôn á. Ơi chứ không phải đây, ví dụ tôi tô vậy nè, ví dụ tôi tô cái này là tôi tô kim tuyến màu đỏ, tôi tô rõ ràng chỗ này là kim tuyến màu đỏ, các bạn sẽ thấy chiếu màu đỏ, chỗ này sẽ chiếu màu cam, chỗ này sẽ chiếu màu vàng, chỗ này sẽ chiếu màu xanh dương, chỗ này sẽ màu xanh lá cây. Thì những cái chi tiết này khi mà tô kim tuyến mà nó sẽ đậm hơn, nó rõ nét hơn. Và ngoài trắng thì tôi sẽ làm kim tuyến trắng mà trắng trong luôn á, nó chỉ chiếu chứ không thấy hậu kim tuyến, cái tranh của các bạn trắng tinh luôn mà màu sắc rất là đậm đà đâu đó rõ ràng, vậy nó mới đẹp. Chiếc kim tuyến trắng phủ lên một phát á hả, tấm tranh các bạn có thiêu đẹp tối nào cũng thành xấu. Vậy giặt không sạch đó thì đẹp tối nào cũng thành xấu. Đó.
nên mình chú tâm mình heo nhẹ tay để thẳng dãy giống như nè. Đó, cái chữ X của tú heo rất là dày, dày cộm luôn á. Mình nhẹ tay với mình tách chỉ từ sợi á là nó sẽ nhẹ thôi. Trên cái tấm tranh này á, trên cái tấm con vịt này á, là tú làm bị lỗi do heo hai mặt. Đây là tác phẩm đầu tiên luôn á, hồi xưa tú nghĩ ra cách mà tú không có làm, rồi bây giờ tú mới làm, đây là tấm đầu tiên luôn nè. Thì vừa làm vừa chia sẻ cho các bạn luôn. Thì nó có mấy cái lỗi tôi sẽ chia sẻ để các mọi người rất để mọi người rút kinh nghiệm ha. Rồi tôi nói luôn, thứ nhất là khi mà heo cái này mình phải đâm giữa ô, với là đường viền, mũi đường viền mà có đâm giữa ô á thì giữa ô rất là khó đâm xuống ha. Thì mình sẽ xài cái kim nhọn, lựa kim nhọn đầu, không đi mua kim nhọn đầu á, để mình đi cho nó chính xác, nó không có lụi khi bậy tầm bạ ha. Khi nó cái đầu mà nó tà quá đúng không, là mình muốn xuống chỗ này nó không có xuống cho nên nó sẽ trượt qua bên. Rồi lúc mình lên kim xuống kim nó sẽ dướng cái chỉ kia tùm lum mà xấu lắm, tranh lắm. Tú có mấy cái hàng xấu quắc luôn nè. Rồi cái lúc mấy cái sau tú phát hiện là heo đẹp hơn nè, ví dụ cái nơ nè, nơ là tú heo đẹp hơn nè, đẹp hơn cả hai mặt luôn. Rồi tú sẽ hướng dẫn các bạn cắt cái này đó. Mình cắt mình chừa, thì đây tú cắt tú chừa hai ô, người ta chừa có một ô thôi mà tú cắt tú chừa hai ô để cho. Rồi cái tú sẽ lược lại, lấy cái chỉ trắng đó, mình lược lại cái bìa này cho nó đừng có bị bung. Rồi ai mà mình thích đẹp nữa thì mình sẽ mai cái viền vô đây, hoặc là mình mua cái ren á, hoặc là mình mua cái dây ren á, cái mình dán vòng vòng vô cái này nè, mình mai dính vô cũng được. Mai dính vòng vòng mình lấy hai lớp luôn, mình cặp hai cái bề mặt như nhau để mình mai cho nó kín cái đường dải này luôn. Chắc hôm nào tú phải làm cái đó cho các bạn xem thì nó sẽ đẹp hơn thế này. Rồi đây là cái thành phẩm của mình ha, hoàn tất nha. Mặt sau nè, hai mặt luôn nha. Rồi chúc các bạn thành công nha, với cái mũi heo hai mặt ha, hai mặt chữ thập. Rồi cảm ơn các bạn đã xem nha, bye bye.